Dạ vâng, chào mừng cả nhà đã đến với video về bếp của em Linh Lan trong buổi tối hôm nay ạ. Vâng, một trong những các cái dòng bếp ga nổi tiếng trên thế giới, đấy là cái dòng bếp ga Nhật nội địa, bởi một cái tính năng rất là tuyệt vời, tính năng an toàn và tính năng tiết kiệm ga. Tất cả đều thể hiện qua cái tim cảm biến. Đấy, được mô tả qua cái tim cảm biến. Tim cảm biến là cái dòng bếp Nhật nội địa nó mới có tim cảm biến như thế này các bác nhá. Các nước thì có những cái dòng bếp ga mẫu mã cũng rất là đẹp, rất là sang, nhưng mà riêng cái dòng bếp ga Nhật nội địa thì nó có một cái tim cảm biến như thế này. Tim cảm biến như thế này là chúng ta chỉ cần nhìn thôi là chúng ta biết đây là cái dòng bếp Nhật nội địa, tức là nó cảm biến được cái nhiệt độ ở dưới đáy nồi, cảm biến được nhiệt độ ở dưới đáy nồi và nó đo được cái nhiệt độ đáy nồi, nó đạt mốc quy định thì nó sẽ tắt bếp và nó sẽ đồng thời khóa ga. Đấy là một tính năng tuyệt vời nhất của dòng bếp Nhật. Dòng bếp nội địa Nhật sản xuất tại Nhật và cho người Nhật dùng. Chính vì thế mà người Việt Nam mình chỉ dùng cái dòng này là cái dòng gọi như là Nhật bãi, hàng đã qua sử dụng, người Nhật đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà người ta dùng theo niên hạn thôi. Đối với người Nhật thì người ta dùng theo niên hạn thôi. Cho nên là cái độ mới, độ đẹp và cái độ gọi bền của bếp đang còn dùng rất là ok. Đấy. Về Việt Nam mình thì đã qua tức là mình đã kiểm tra lại, phá gọi như tháo tung hết ra để mình kiểm tra lại từ hệ thống bó cơ, bó dây điện này, rồi hệ thống bó mạch này, hay là cũng như là IC, tất cả các thứ mình kiểm tra ok cho hoạt động bình thường đó nhá. Và xung quanh thành vách thì có những con đã qua spa rồi và có những con chưa qua spa. Chiếc bếp như thế này là một trong những cái thương hiệu bếp Paloma nổi tiếng của dòng Nhật nội địa. Thương hiệu Paloma các bác nhá. Các bác nghe cái thương hiệu này rất là nhiều rồi đúng không ạ? Con này là dòng mặt đá. Mặt đá là cái mẫu số B1. Mã số B1 hôm nay trong cái video này của em. Đó là cái chiếc Paloma mặt đá. Xung quanh được đó bao viền một cái dạng gọi như là cái hợp kim. Còn ở giữa là cái mặt đá có nhũ ánh kim. Đấy, hai bên tét đồng. Và tét đồng thì các bác biết rồi, độ bền của nó vĩnh cửu luôn. Đấy, độ bền của nó siêu siêu bền luôn. Và các thấy không ạ, tét đồng này đó, bóng lộn luôn rất là đẹp. Độ mới cao và độ bền cao. Nói chung là cái tét đồng này thì nó dùng vĩnh cửu luôn các bác nhá. Tét một cái cặp chia lửa như thế này, bản to như thế này, làm cái chân kiểng bản to ôm được cái họng bếp rất là chắc chắn. Đấy, dưới đây là cái họng bếp dạng hợp kim nhôm pha gang. Đấy, nhôm pha gang rất là bền luôn. Đấy, sạch sẽ. Dọn là bên em về những cái chiếc bếp này đưa về Việt Nam đã được dọn dẹp. Kho nhà em nhập trực tiếp từ Công về các bác nhá, qua Campuchia về Việt Nam mình đã làm dọn vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Từ bên trong cho đến bên ngoài kiểm tra tất cả rất kỹ càng. Và như em đã nói rồi, và có những cái thì nó đã qua spa, có những cái thì nó còn nguyên zin luôn, nguyên bản luôn. Như chiếc bếp này là chiếc thương hiệu Paloma full chức năng, gọi là dòng Paloma khủng long. Đấy, full chức năng với chế độ nấu nước, chế độ 3S, chọn nhiệt độ 140 đến 200 độ C, chế độ nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, đồng hồ hiện giờ bếp trái, bếp phải và đồng hồ hiện giờ lò nướng. Như vậy là cái chiếc bếp này là một trong những model cao của dòng Paloma khủng long. Đấy, mặt đá nha các bác. Với lò nướng, khay nướng, vị nướng hoàn toàn là inox. Dòng mặt đá inox của Nhật. Đấy, chữ nổi của Nhật luôn ạ. Vâng, con này thì nó đời sản xuất là cũng khá cao, đời 2017 nữa. Một dòng Paloma khủng long mà rơi vào đời 2017 thì quá là xuất sắc rồi. Đời rất là cao rồi đấy ạ. Còn thuộc dòng đời cao các bác nhá. Nhìn cái tét lửa của nó cực kỳ chắc chắn luôn cho em nhá. Trên của tét chắn dầu, chắn mỡ bằng inox luôn. Đấy, chiếc bếp quá đẹp luôn. Full chức năng, full tất cả chức năng, mặt đá Paloma khủng long. Và con này thì nhà em đang bán giá thành ra là 5 triệu đồng. Đó, 5 triệu đồng cho cái chiếc bếp Paloma khủng long này. Các bác có nhu cầu thì chúng ta liên hệ với em theo số điện thoại mã số B1. Vâng, em quay sang một cái mã số B2, cũng là cái thương hiệu của Paloma. Nó cũng là thương hiệu của Paloma, nhưng con này full chức năng với chế độ nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, chế độ 3S, chọn nhiệt độ 160 đến 200 độ C, đồng hồ hiện giờ bếp trái, bếp phải và đồng hồ hiện giờ lò nướng. Như vậy là một chiếc bếp Paloma, cũng là dòng Paloma nhưng nó lại là Paloma môi chè. Nó khác cái model của Paloma khủng long. Đấy, dòng này thì nó là cái dạng mặt men các bác nhá. Với khay nướng, vị nướng của nó cũng rất là rộng, tha hồ chúng ta chế biến món nướng. Và đây ạ, trên bề mặt của nó là cái dòng mặt men có nhũ ánh kim, rất là bền. Riêng đối với dòng mặt men thì nó có độ bền cao, dễ lau chùi vệ sinh và cũng như là nó chống được cái sự oxy hóa do mình đổ thức ăn mặn để lại. Và đây là cái kiềng của nó, là kiềng thép chống dĩ nha các bác nha. Càng dùng thì nó lại càng bóng cái đầu kiềng. Và đương nhiên là con đời cao thì tét của nó là tét nhôm.
tét nhôm nguyên khối ạ. Và cái nhôm này là chịu nhiệt rất là tốt, phân chia lửa đều và có thể bắt lửa rất là tốt nha. Đó, phía trên là chắn dầu chắn mỡ bằng thép mạ men ạ. Đó, con này thì nó rơi vào đời 2016 cả nhà nhá. 2016 là đúng là cũng thuộc cái dòng đời cao của dòng Paloma môi chè rồi, đúng không ạ? Full chức năng với đồng hồ, một đồng hồ thôi nhưng nó hẹn giờ được cho cả ba bếp, bếp trái, bếp phải và đồng hồ hẹn giờ lò nướng, phải hai tầng lửa luôn cho em. Được chưa? Chiếc này thì chúng ta bắt gặp nhiều trên video của em rồi, nhưng mà ngày hôm nay vẫn tiếp tục giới thiệu cho các bác nha. Bởi vì nó con này rất là đẹp nha, 36KVKA có nghĩa là tương đương là model của nó là IC360VKA. Được chưa ạ? Nó cũng là cái dòng rất là cao của dòng model rất là cao của dòng mối chè. Đó, nhìn chung thì chiếc mặt men full chức năng đồng hồ ba bếp này thì nhà em đang bán giá thành là 3.700.000 đồng. Các bác nào quan tâm đến cái mã này thì vui lòng liên hệ với em, 3.700.000 đồng các bác nhá. Vâng, cũng là tiếp tục Paloma nữa. Ngày hôm nay thì em đã tuyển chọn và cũng vô tình thôi, cũng tuyển chọn được rất nhiều Paloma. Paloma này thì nó là cái dòng đơn giản rồi. Đấy, như vậy là em đi 3 phân khúc của dòng Paloma, từ phân khúc đắt nhất là 5 triệu cho đến 3.7 triệu, cho đến bây giờ quay trở lại với con này thì em sẽ báo giá luôn các bác nhá. Con này nó là cái dòng mặt men của đời cao 2022, tức là đời rất là cao, cao nhất trong cái kho bếp nhà em rồi. Nó là dòng mặt men màu nâu cà phê cho em ạ, ánh kim, màu nâu cà phê ánh kim. Đây là cái dòng cao nhất nhưng mà là dòng đời cơ bản, dòng cơ bản của Paloma, được chưa ạ? Cơ bản của Paloma các bác nhá. Con này chức năng nấu và nướng trên một bếp thôi ạ, không có chức năng cơm cháo hay chức năng gì, tức là nó không có full chức năng mà nó chỉ là chức năng đơn giản. Dòng này là đời cao, đơn giản, nấu và nướng thôi các bác nhá. Hai bếp nấu, hai bên lò nướng ở giữa, nhưng nó dùng cực kỳ lướt cho em. Đã là đời 2020-22 rồi thì được chất lượng của nó phải tương xứng với đời sản xuất, tức là dùng rất là lướt, rất là chất. Đấy, và cái chắn dầu, chắn khói lò nướng bằng inox luôn cho em. Chắn khói lò nướng bằng inox nha. Đấy, mặt mềm láng mịn luôn, hai tét tét nhôm. Rất là sắc nét. Đấy. À, chiếc này thì đảm bảo với các bác rằng là lửa rất là đẹp, độ nhạy, độ lướt của nó còn khá cao. À, độ mới của nó, độ lướt của nó phải đạt đến 97-98% với cái con này. Khẳng định với các bác luôn. Đó, khẳng định với các bác luôn. Nó chỉ dùng lướt thôi các bác nhá, dùng lướt thôi. Cho nên độ mới, độ đẹp của nó còn siêu siêu đẹp luôn. Và con này như giá thành con này đang là ở 2022 thì 2 triệu con này em để cho các bác 2.800.000 đồng thôi. Đấy, 3 phân khúc từ 5 triệu cho đến 3.7 triệu cho đến 2 triệu đồng. À, 2.800.000 đồng. Như vậy là có 3 phân khúc của Paloma em đã lên cho các bác. Một dòng đơn giản đời cao, một dòng full chức năng và một dòng mặt đá. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái phân khúc nữa của dòng Paloma. Đấy, cho hết Paloma luôn các bác nhá. Đây là một phân khúc cái mã số thứ tư đi. Mã số B4 đi. Mã số B4 là cái phân khúc thứ tư của dòng Paloma. Đây là cái phân khúc mà giá gọi như là đời chung mặt men. Đời chung mặt men thì con này có giọng phím nhấn nha các bác nhá. Cũng là dòng phím nhấn, bên dưới có khóa an toàn trẻ em này. Và khi chúng ta khóa lại thì nó sẽ không ấn được nữa nhá. Mở khóa ra thì chúng ta sử dụng bình thường, tức là tránh cho trường hợp các trẻ con ở nhà nó nghịch vào. Đời này là đời chung 2014 cho em thôi. 2014 nhưng con này sở hữu một cái mặt men rất là láng mịn, cực kỳ đẹp cho em nhá. Mặt men nhưng mà có nhũ ánh kim. Đấy, phun nhũ ánh kim. Đấy, phun nhũ ánh kim với một cái tét bằng đồng. Đồng thì chúng ta thấy biết rồi. Em phân tích ở đầu video, đồng thì nó độ bền của nó là siêu siêu bền, độ bền của nó vĩnh cửu luôn ạ. Phía trên là có chắn dầu chắn mỡ này, à chắn lò nướng bằng inox. Và con này em thiết kế cho nó một cặp kiềng inox như thế này các bác nhá. Em thiết kế một cặp kiềng inox để cho nó phù hợp với lại cái chắn khói lò nướng inox. Đấy, phù hợp với chắn khói lò nướng inox, em để cho nó một bộ inox như thế này. Nó sẽ tôn thêm cái bếp cho nó sang hơn, cho nó sang hơn. Đấy, các bác mà thích kiềng đen thì em có kiềng đen. Bác nào thích kiềng đen thì em có kiềng đen luôn cho các bác nhá. Nên bác nào thích cái gì thì có cái đó. Tức là nếu mà các bác phải lấy kiềng đen, kiềng thép đấy thì em có kiềng thép. Còn nếu một bộ inox như thế này thì con này đang rơi vào giá thành là 2.400.000 đồng. Được chưa ạ? 2.400.000 đồng cho cái cặp kiềng inox này. Đấy, 2014 mà cái dòng đời chung của Paloma với cái mặt men vô cùng láng mịn cho em nhá. Và nó là có nhũ ánh kim ở bên dưới. Đây, phím nhấn này, rất là chắc chắn này. Dùng dòng này thì rõ ràng là cái độ bền của nó cao rồi. Những bếp mà nó ra đời trước thì bao giờ nó cũng bền và có độ bền của nó cao hơn. Được chưa ạ? Vâng, một chiếc bếp mà với một cặp kiềng inox như thế này thì là 2.400.000 đồng. Còn nếu các bác nào lấy kiềng thép mạ men, tức là kiềng màu đen ấy, thì em sẽ để cho các bác giá 2.200.000 đồng.
Vâng, các bác lưu ý cho em mã số B4 trong dòng Paloma các bác nhé. Phân khúc thứ tư trong dòng Paloma ngày hôm nay chỉ là 2.400.000 đồng cặp inox, 2.200.000 đồng với cặp kiềng màu đen, được chưa? Hay là kiềng gọi là kiềng thép mạ men. Đấy, các bác lưu ý cho em ngày hôm nay em đã lên 4 phân khúc của dòng Paloma nhá. Và tiếp sang em sẽ giới thiệu cho các bác một cái con bếp VIP của dòng Zinai. Bếp này đó là nó rõ ràng là một con bếp cực kỳ VIP của dòng Zinai. Nó không những là cái dòng bếp kính full inox, full chức năng. Đấy, full tất cả chức năng, chế độ đồng hồ hẹn giờ này, nấu cơm, nấu cháo này, chế độ nấu nước này, chọn nhiệt độ chiên rán này, 3S này. Đó, đầy đủ chức năng, đồng hồ hẹn giờ, lò nướng 2 tầng lửa này. Đấy, đồng hồ hẹn giờ, lò nướng 2 tầng lửa. Đây là một phiên bản RTS 61, là một trong những cái phiên bản đứng sau dòng mặt gãy thôi. Tức là nó cái độ hiện đại của nó, cấu hình của nó rất là cao và độ hiện đại của nó vô cùng là hiện đại và chất lượng. Đấy. Mặc dù chức năng của nó thì cũng là full chức năng 2 đồng hồ hẹn giờ thôi, chức năng của nó cũng giống như con full khác. Nhưng mà nó model của nó cao. Đó, và cái cấu hình của nó cao, nó chỉ đứng sau dòng mặt gãy thôi. Độ đẳng cấp của nó sẽ khác. Đấy. Và tất cả những phím nhấn cũng như cái dạng thiết kế của nó đây, chất liệu để làm nên chiếc bếp này đều là những dạng hợp kim rất là bền. Nó không có, hoàn toàn không có cái gì bằng nhựa các bác nhá. Đấy. Mặt kính màu xám ánh kim cho em và sở hữu một cặp kiềng inox này. Đấy, tét lửa bằng nhôm, phía trên chắn dầu chắn mỡ bằng inox. Dòng bếp nguyên bản siêu siêu đẹp cho em nha, dòng bếp nguyên bản. Đó, và tét chắn dầu chắn mỡ bằng inox luôn. Đấy, một con bếp VIP như thế này thì rõ ràng là đương nhiên là giá thành của nó cũng phải cao rồi các bác ạ. Nếu như là mặt gãy đang rơi vào 7-8 triệu thì con này nó rơi vào 5 triệu rưỡi cho em. Đấy, 5 triệu rưỡi cho em nha. Đấy, con full chức năng 2 đồng hồ hẹn giờ, full inox này, xung quanh bao viền inox cực kỳ sáng bóng, cực kỳ đẹp cho em. Và các bác chỉ cần nhìn thấy cái tem của nó là thấy là tem zin rồi đúng không ạ? Tem nguyên bản rồi, tem zin rồi. Đấy, cặp kiềng inox này, chất rất là chất lượng nha. Cặp kiềng inox và hai bên tét nhôm này. Dòng nguyên bản thì rõ ràng một chiếc bếp kính mà nguyên bản thì rất là hiếm, cực kỳ hiếm, mà đặc biệt nó rơi vào RTS 61 nữa, nó lại càng hiện đại nữa. Nên con này giá 5 triệu rưỡi là giá thành mà em đã bán với cái giá rất là phù hợp rồi. Đấy, ở đây là mã số thứ 5 em lên nhá. Và kết thúc video ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác một mã số thứ 6. Mã số thứ 6 cũng đến từ thương hiệu Zinai. Đấy, sau khi đi qua Paloma rồi thì em quay tiếp tục trở lại với Zinai. Với một chiếc bếp không lò nướng, không lò nướng dòng mặt men. Và con này là mặt men láng mịn, không chút chấm sơn, không chút lấn cấn. Tức là mặt men của nó rất đẹp. Đấy, dòng phím vặn thôi các bác nhá. Thiết kế hai bếp nấu đơn giản ạ. Đối với người Nhật thì bao giờ thì người ta cũng thiết kế hai bếp nấu và một lò nướng. Cái dòng có không lò nướng thế này cũng có nhưng mà rất là ít. Bởi vì sao ạ? Thời tiết của bên Nhật nó rất là lạnh và nó đặc biệt thì họ cái món nướng là sở trường của người Nhật. Món nướng là sở trường của Nhật thì vậy bếp luôn luôn thiết kế những cái lò nướng ở giữa. Đối với dòng này thì công của nó thì cao hơn. Nhà em về và chị có kho nhà em với các loại không lò nướng này. Thiết kế một cái bếp không lò nướng như thế này, mặc dù nội thất của nó đơn giản nhưng mà cái công của nó không hề đơn giản. Chính vì thế mà cái công để làm nên chiếc bếp không lò nướng này nó lại đắt. Và cái giá thành của nó lại cao hơn cái loại có lò nướng. Đấy. Nhưng mà đặc biệt là nó hai bên bếp nấu của nó này, tét lửa của nó bằng nhôm, rất là sắc nét. Và lửa cực kỳ là đẹp cho em, cảm biến thì siêu nhạy. Đấy. Chất lượng ở cái con bếp không lò nướng này. Và nó nằm ở đời cao 2022. Một chiếc bếp đời 2022, mặt men nha các bác nha. Và riêng cảm biến nhiệt thì rất là nhạy, với hai tim cảm biến chạm đáy nồi này. Rất là nhạy luôn. Đây là dòng bếp phím vặn, đơn giản, dễ dùng, phù hợp với đa số tuổi nha các bác nha. Trẻ con, trẻ con, người lớn, người già gì, tất cả chúng ta dùng cái dòng này nó rất là đơn giản thôi. Hai bếp nấu cực kỳ đơn giản cho em, rất nhẹ nhàng nha. Con này chỉ có vài kg thôi. Rất là nhẹ nhàng, chúng ta đặt ở đâu cũng được, trong không gian bếp nhà mình. Vâng, ở dưới chân kiềng thì là bao inox rồi, rất là sáng bóng. Mã thứ 6 này thì em đang để cho mọi người giá 3.200.000 đồng các bác nhé. 3.200.000 đồng cho chiếc bếp Zinai không lò nướng đời 22, một cái đời cao nhất trong cái kho bếp nhà em. Vâng, kết thúc 6 chiếc bếp ngày hôm nay thì em Linh Lan xin được tạm dừng video ở đây. Và cũng như là các bác nào có nhu cầu sở hữu những cái bếp khác với số tiền mà nó phù hợp với tài chính của mình thì chúng ta cứ liên hệ với em Linh Lan. Đấy, đây nhà em đang có rất nhiều bếp các bác nhá. Ngoài ra thì bếp dương thì em còn có bếp âm. Đấy, như những chiếc bếp âm như thế này này. Đấy, bác nào có nhu cầu mua bếp âm thì cứ liên hệ với em nhá. Bếp âm loại 2 bếp có, loại 3 bếp có, tất cả là đầy đủ. Đấy, dòng bếp âm có rất là nhiều.
Đấy, đây chỉ là 6 chiếc bếp mà em lên trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Vấn đề là các bác sẽ thích mã nào thì các bác liên hệ ngay với em. Từ B1 đến B6 các bác nhá. Từ dòng nguyên bản đến dòng đơn giản nhất. Đó. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video ngày mai.